À, thấy cái máy này nó giống cái con UT05 của nhà tôi đúng không? Với màu sắc của em này ấy, thì sẽ được phủ nhám thay vì là phủ bóng. Với thiết kế công nghệ trục vẫn là gốm sứ tourmaline, rất là xịn sò, trục là trục size 28, có nút xoay trái và xoay phải dễ dàng điều chỉnh khi mà mọi người sử dụng. Và đặc biệt, em này có 4 mức độ nhiệt cho mọi người lựa chọn và một mức độ nhiệt của em nó sẽ là phủ 5 lần ion âm. Và một cái nữa tôi biết là các bà đang rất là mong chờ, đó là về giá cả của em này đúng không? Thì tất nhiên giá cả của em này nó sẽ rẻ hơn em mã UT05 nha. Nhưng mà tôi không bật mí đâu, các bà phải vào trong giỏ hàng để mà xem cơ. Ngoài làm xoăn như những con máy thông thường ra, em này còn có một chức năng đặc biệt mà tôi muốn bật mí cho các bà. Đó là em này có thể uốn được cái máy bay cũng rất là xinh nữa. Chỉ cần nhìn trên video tôi hướng dẫn đây thôi. Khi mà làm tóc xong ấy thì mấy bà lấy cho tôi cái lược, xong các bà trải lơi cái phần tóc vừa làm xoăn ra, như thế nó sẽ đẹp hơn. Và lưu ý cho tôi là tóc càng để lâu, nó càng lơi, nó càng đẹp nha. Và link mua hàng của sản phẩm mới này tôi đã để ở bên dưới cho mấy bà tham khảo rồi. Nếu mà mấy bà thích hãy nhấn vào link.